người Thái. Tại sao Việt Nam bắt tay được với cả Mỹ, Nga, Trung Quốc? Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Dòng Máu Lạc Hồng. Mới đây, kênh truyền hình Thái Lan đã thực hiện một chương trình bình luận sự kiện quốc tế rất đáng chú ý. Trong chương trình, một chuyên gia kinh tế Thái Lan đã đăng đàn nói về sự phát triển hợp tác kinh tế tay ba của Việt Nam với Mỹ, Nga và Trung Quốc ngay trong bối cảnh cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra vô cùng khắc nghiệt. Chương trình này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận đất nước Chùa Tháp. Hàng loạt câu hỏi được người Thái đặt ra, họ vô cùng ngỡ ngàng và sửng sốt, không hiểu vì sao Việt Nam lại có thể bắt tay được với cả Mỹ, Nga, Trung, trong khi họ, một quốc gia được cho là mạnh hơn về kinh tế, lại không làm được điều này. Chúng ta hãy đi tìm hiểu thắc mắc của người Thái và cho họ câu trả lời ngay trong video này nhé. Các bạn thân mến, ngay phía dưới phần bình luận khi chương trình này được đăng tải trên YouTube, video đã nhận được hàng trăm nghìn lượt xem. Hàng loạt các bình luận đi kèm bày tỏ ghen tị của người Thái đối với Việt Nam như Việt Nam có mối quan hệ thân tình với Trung Quốc và Nga, nhưng tại sao Mỹ lại đầu tư nhiều vào nước này như vậy? Hay siêu cường như NATO, Mỹ chưa bao giờ bắt nạt Việt Nam, còn Thái Lan chúng ta lại luôn bị các quốc gia lớn phương Tây truy xét, vân vân và mây mây. Thưa các bạn, nước Việt Nam ta có vị trí địa chiến lược rất độc đáo, vốn như cô gái đẹp chưa chồng lại nằm cạnh nước lớn. Vì vậy mà hơn 70 năm qua, đất nước ta chịu nhiều chiến tranh, xung đột và cọ sát chiến lược giữa các cường quốc. Nền ngoại giao Việt Nam cũng vì thế mà trưởng thành, phát triển toàn diện, khiến nhiều nhà quan sát ngoại giao đều thừa nhận và khâm phục. Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn dò cụ Huỳnh Thúc Kháng trước khi sang Pháp là dĩ bất biến, ứng vạn biến. Ở thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp năm 1946 để cụ Huỳnh Thúc Kháng làm quyền chủ tịch nước, tính bất biến là giữ vững độc lập dân tộc và chính quyền cách mạng, đó là nguyên tắc tối cao, từ đó mà linh hoạt về sách lược, thiên biến vạn hóa trong xử lý các mối quan hệ đối ngoại. Ngày nay, câu nói đó vẫn là một trong các phương châm xử thế quan trọng đối với hoạt động đối ngoại. Ví dụ điển hình vào thời điểm căng thẳng leo thang tại Biển Đông, ngoại giao của Việt Nam đã chứng tỏ bản lĩnh của một nước độc lập, dân chủ, vừa kiên quyết vừa mềm dẻo, không để rơi vào bẫy của các cường quốc. Khi đó, vấn đề Biển Đông được nhận định là không phải là toàn bộ chính sách đối ngoại của Việt Nam, mà là một phần quan trọng liên quan đến việc giữ vững và bảo vệ chủ quyền biển đảo trong quan hệ với Trung Quốc. Phương châm của ta là vừa hợp tác, vừa đấu tranh. Biển Đông là câu chuyện dài. Việt Nam cần xử lý nó một cách bình tĩnh, kiên trì và có nguyên tắc. Không để đối phương dùng vấn đề Biển Đông làm rối loạn chiến lược phát triển và bàn cờ ngoại giao của chúng ta. Mâu thuẫn chủ yếu trong vấn đề Biển Đông được xác định giữa một bên là Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông, với các bên khác giữ nguyên trạng và ổn định tình hình Biển Đông. Mỹ và Nhật Bản hiện tại đã xác định tự do hàng hải, an ninh và an toàn của các con đường biển ngang qua Biển Đông thuộc lợi ích quốc gia của các nước này. Liên minh châu Âu EU cũng ủng hộ việc giải quyết vấn đề Biển Đông về mặt nguyên tắc, tức là đảm bảo tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình. Đối với Nhật Bản, Hoa Đông và Biển Đông liên quan đến nhau vì qua Biển Đông có con đường hàng hải đến Hoa Đông tới Nhật Bản. Còn đối với Mỹ, nếu để Trung Quốc kiểm soát Biển Đông, thì Mỹ sẽ bị đẩy ra khỏi Biển Đông và Tây Thái Bình Dương. Lord Palmerston, Thủ tướng nước Anh cuối thế kỷ 19 từng nói, không có đồng minh vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có những lợi ích vĩnh viễn. Ngoại giao ta theo phương châm ngoại giao Hồ Chí Minh, làm bạn với các nước dân chủ, không gây thù oán với một ai. Do đó, từ sau năm 1990, Việt Nam trong chính sách ngoại giao mới đã bắt đầu chơi với các đối thủ hoặc cựu thù như ASEAN và Mỹ. Việt Nam cũng bình thường hóa quan hệ với các nước vừa là bạn, vừa là kẻ thù với mình là Trung Quốc, khép lại quá khứ để mở ra tương lai. Thời gian vừa qua, Nga được cho là đối tác quốc phòng hàng đầu của Việt Nam thông qua các thương vụ mua bán vũ khí, đầu tư dự án dầu khí, khai thác mỏ. Trong khi đó, Trung Quốc lại là nguồn cung nguyên liệu lớn nhất của Việt Nam. Ngược lại, Mỹ lại là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Có thể thấy, chung mâm hay không thì còn tùy lợi ích chung, nhưng tự chủ là con đường chắc chắn Việt Nam lựa chọn. Trong tình hình hiện nay thì Nga, Mỹ, Trung đều có lợi ích khi làm bạn với Việt Nam và Việt Nam cũng có lợi ích khi chơi với họ. Trong hơn 35 năm đổi mới, kế thừa và vận dụng tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Việt Nam đã chứng minh là bạn, là đối tác tin cậy
và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, ngoại giao cùng các trụ cột. Thưa các bạn, không phải tự dưng Việt Nam lại được đánh giá cao trên trường quốc tế. Có thể thấy, nếu lập trường của một quốc gia không vững thì không tạo được niềm tin và tình cảm của các nước khác. Không phải ai cũng có thể chơi trò đu dây giữa các cường quốc. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để không bị rơi vào những cái bẫy của các cường quốc. Và không phải ai cũng có đủ các nguồn lực để chống lại áp lực phải chọn theo phe của các ông lớn bày ra. Trên thế giới hiện nay, số nước được gọi là nhỏ mà làm được điều này đếm trên một bàn tay còn thừa vài ngón. Không phải tự dưng các nước tư bản lại đánh giá cao một nước cộng sản như Việt Nam. Chung mâm với các cường quốc nhưng vẫn tự chủ, nói thì dễ, thực hiện mới khó. Và Việt Nam đã làm được nhờ chính sách 4-0 trong quan hệ quốc tế. Điều này đã được nêu rõ sách trắng quốc phòng Việt Nam năm 2019. Chủ trương của Việt Nam là không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Sách trắng quốc phòng Việt Nam chỉ rất rõ ràng, tùy theo diễn biến của tình hình và trong những điều kiện cụ thể, chúng ta sẽ cân nhắc phát triển các mối quan hệ quốc phòng, quân sự cần thiết với mức độ thích hợp trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, đã xuất hiện nhiều quan điểm cho rằng chính sách 4-0 của Việt Nam đã không phù hợp. Thực hiện chính sách 4-0, Việt Nam sẽ bị cô lập trong cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay, đã xuất hiện nhiều quan điểm cho rằng chính sách 4-0 của Việt Nam đã không phù hợp. Thực hiện chính sách 4-0, Việt Nam sẽ bị cô lập trong cộng đồng quốc tế. Đáp trả quan điểm này, Đại tá, Phó Giáo sư Tiến sĩ Võ Văn Hải, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, Bộ Quốc phòng cho hay, sử dụng vũ lực và liên minh quân sự không phải là phương thức tối ưu trong bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Theo đó, Việt Nam kiên quyết đấu tranh, kiên trì giải quyết tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và luật pháp quốc tế. Việt Nam không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Không phải là Việt Nam tự trói tay mình, trái lại, nó có tác dụng cởi trói cho chúng ta, cả trong tư duy và hành động để ta có thể suy nghĩ và hành động một cách độc lập, sáng tạo và không bị chi phối, áp đặt bởi yếu tố bên ngoài, tức không bị người khác trói mình. Bài học từ cuộc chiến Nga-Ukraine đã cho thấy, tuy có quan hệ thân thiết với nhau, thậm chí liên minh quân sự với nhau, nhưng khi gặp vấn đề liên quan tới lợi ích quốc gia, dân tộc, các nước lớn sẽ xử lý quan hệ với các đồng minh theo triết lý ưu tiên lợi ích của họ là trước hết và là trên hết. Trên thế giới chưa bao giờ có nước nào có thể hy sinh lợi ích của dân tộc mình chỉ vì lợi ích của một dân tộc khác. Chính vì vậy, trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, dù là thời bình hay thời chiến, không thể ảo tưởng trông chờ sự giúp đỡ của nước ngoài, không tham gia liên minh quân sự với nước khác. Quan điểm xuyên suốt của Việt Nam là phải mở rộng quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy của bạn bè quốc tế, đồng thời phải tự lực, tự cường, dựa vào sức mình là chính, xây dựng thực lực sức mạnh tổng hợp quốc gia, kết hợp với sức mạnh của thời đại, tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè và cộng đồng quốc tế. Việt Nam không chọn bên, không đi theo một cường quốc nào, không dựa hẳn vào một cường quốc nào để bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia, dân tộc mình. Chính vì vậy, chúng ta không hề mâu thuẫn khi một mặt mở rộng quan hệ quốc tế, mặt khác chúng ta không tham gia liên minh quân sự, không liên kết nước này để chống nước kia. Không cần nói nhiều, kết quả đã chứng minh rõ nhất. Hiện nay, quan hệ ngoại giao nhà nước Việt Nam phủ sóng tới 189 trong tổng số 200 quốc gia trên toàn thế giới. Quan hệ đối ngoại quốc phòng của nước ta ngày càng rộng mở. Chúng ta có mối quan hệ quốc phòng với trên 80 quốc gia thuộc cả 5 châu lục. Đặc biệt, chúng ta có quan hệ quốc phòng với tất cả 5 thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, là những quốc gia có vai trò, có ảnh hưởng chủ chốt trong duy trì hòa bình và an ninh thế giới. Đây là điều chưa từng có từ trước tới nay. Bài học xương máu của Việt Nam hàng nghìn năm đã cho thấy, khi nào kiên định nguyên tắc độc lập tự chủ, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, cả nước chung sức, trên dưới đồng lòng thì chủ quyền đất nước được giữ vững. Đó không những là những bài học kinh nghiệm mà còn là yếu tố căn bản, cội nguồn sức mạnh để bảo vệ độc lập, chủ quyền, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững đất nước. Còn bạn, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy cho chúng tôi biết ở phía dưới phần bình luận nhé!
Video của Dòng Máu Lạc Hồng xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.